Có cậu con trai năm nay vào lớp 1, ngưỡng cửa đầu tiên của môi trường học đường. Những ngày qua, chị Lê Thị Loan dành nhiều thời gian gần gũi giúp con hiểu hơn môi trường học tập mới. Cái hai mẹ con là thường xuyên là trò chuyện về gắn kết giữa mẹ và con, cùng hành trang cho con là như là cho con đi học để làm quen với chữ cái. Không chỉ phụ huynh học sinh, các nhà trường cũng đã chuẩn bị chu đáo cho ngày tựu trường. Hiện nay, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Vinh đã tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, trang trí lớp học thật đẹp. Các cô giáo sẽ nghỉ những cái tích cớ này, rồi những cái món quà nhỏ xinh này, rồi là các anh chị lớp 5 thì sẽ có những cái bánh, cái kẹo mút tặng các em lớp 1. Trường tiểu học Nghi Thu, thị xã Cửa Lò xác định ngày tựu trường thực sự có ý nghĩa với mỗi học sinh, nhất là học sinh đầu cấp. Ngoài huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường bố trí đội ngũ giáo viên, chỉnh trang, tổng vệ sinh, trang trí các bảng biểu, lớp học. Không chỉ giúp các em làm quen thầy, làm quen bạn, mà còn là một cái dịp để các em được trang bị thêm nhiều cái kỹ năng cần thiết giúp các em nhanh chóng, tự tin bước vào năm học mới. Còn với các trường học ở miền núi, vùng khó khăn, những ngày qua thật sự là những ngày vất vả. Vì thế, mỗi trường cũng tùy vào thực tế tổ chức ngày tựu trường, nhưng tất cả đều tạo khí thế vui tươi, phấn khởi.